Ngày đầu tiên tại Seattle chuẩn bị đi chơi. Hôm nay mình đi đâu thì cứ theo dõi thì sẽ biết. Nay mình sẽ đi hai xe, bên kia là mẹ của mình, mẹ Nhiếm, còn mình đây là mình với là bạn gái. Hôm nay vì đầu tiên đã đi, tại vì chuyến đi này kéo dài tới 2 tiếng nên sẽ đi vô đổ xăng trước. Và cái xăng hôm nay đông ghê. Chơi đèn đỏ. À, bên ngoài đèn đỏ. Giống như đường đằng trước nó đang sửa, bây giờ phải đợi giống như là một bên hướng kia đi rồi á mới tới mình đi. Mà nãy vừa đi xuống xe lấy ít đồ, feel cái cảm giác xô cướp luôn. Nghe mình ngồi sâu nó mệt, nó ngủ nãy giờ. Nè, đường quanh co đồi núi là đẹp, giống đường đi Đà Lạt á. Phía sau mình là Diablo Black, các bạn coi cái màu nước rất là đẹp, các bạn thấy không? Thì hồi mình sẽ đi qua bên khúc bên đằng sau này nè, nó gọi là Diablo Dam, là cái đập á. Thì chỗ đó mình có thể nhìn rõ hơn, còn cái chỗ này mình vừa park vô thôi. Đó, xe đậu sau. Thì nhìn ở đây thôi là đã thấy cái cảnh rất là hùng vĩ và đẹp rồi nè. Cái màu xanh đặc trưng cái hồ này luôn á. Thì bên kia là cái dam, cái đập. Mình có thể đi bộ, thấy có nhiều người đi bộ trên đó. Rồi mình sẽ đi ra ngoài đó để có thể nhìn rõ được cái cảnh bao quát hơn. Quá đẹp. Wow, khúc này thấy rõ luôn đó. Cái gì? Á. Sao quá đẹp luôn các bạn. Ta đậu đó là đi thuyền á. Đây họ có tổ chức cái tour để đi cái boat nè, cái thuyền hả? Thì không biết giá cả như thế nào. Vô coi. Ôi, ngồi cho nó ngồi chắc đẹp lắm ha. Đẹp quá. Ý là trái mắt. Không biết giá cả như thế nào, có thể mình sẽ tìm hiểu rồi mình post lên nha. Bây giờ mình đang đi kiếm người. Lên tới đây mọi người chú ý nha, là không có sóng. Mình với lại với mẹ của mình nãy giờ đi kiếm, chạy tuốt ra ngoài kia đứng đợi em kiếm được. À, bây giờ nó đang đông đủ rồi. Thì mình sẽ ở đang chỗ cái chỗ Diablo Dam, là cái chỗ đập á, cái giống như cái cầu khá là đẹp. Thì trên Diablo Lake thì nó chỉ có cái view chút xíu à, nhìn không có rõ vì cây tre á. Chạy qua bên đây là nó rất là đẹp mà. Đây, bây giờ là tha hồ mà ngắm cảnh. Đây mình đang ngồi trên cái đêm này, có cái đường đi, đường để chạy xe luôn. Các bạn thấy không? Sâu lắm á. Đó, cảnh hùng vĩ quá đẹp luôn. Đẹp thật là đẹp.
nên bên đây nó sẽ không có nước, bên đây rất là khô này. Đó. Cái này nó hoạt động như thế nào thì mình không biết, nhưng mà cảnh đây là đẹp, phải nói là tuyệt vời luôn á. Màu nước xanh ngọc đặc trưng. Thì đáng lẽ là tụi mình sẽ đi cái thuyền ở dưới kia kìa, mà do tới trễ quá nó chạy đi rồi, mình không có mua vé được. Đó, bên đó là cái chạm của nó đó, chỗ này nè. Nhưng mà rất tiếc là không có mua được, thôi là mình sẽ được đi dạo vòng vòng thôi. Các bạn có thấy không, cái này là đang ngăn nước lại nè, ở dưới là nó khô nè, khi mà coi mấy dây này nó kéo lên nước nó tràn rồi. Có rất nhiều tới thăm, người tới thăm chạy xe tập hợp bên kia. Mình nãy giờ cũng mệt rồi, ăn uống nè, có đem theo đồ ăn, đem theo dĩa mà không có nĩa, để bóc tay ăn nè. Đi lên đây mọi người nhớ cầm theo đồ ăn ăn nha. Ngồi nè, đối diện là cái hồ rất là đẹp. Đó, chụp hình mà xong vô ngồi ăn chút xíu. Ơi, chỗ này nó mát nè, ngồi thoải mái. Chung mình đi về, hôm nay là một cái ngày gọi là về là hòa mình với thiên nhiên á, nên da cứ thong thả thôi, đừng có gấp quá. Đối diện là mát nè, đẹp ơi, đẹp luôn. Hồi nãy mình chụp hình hướng bên kia thì chỗ này nó mình thoát thoải mái. Bánh bông lan trứng muối. Sầu cứ ngon, mua nguyên cái bự. Tại vì trên đây là cái hồ cơ mà, mình lên mình ngắm chút xíu, mình chụp hình là hết cái thứ để làm mà. Ngồi để cắm trại, ngồi ăn uống đó, thì nó sẽ ok hơn. Ăn bánh snack là ăn đủ thứ á. Nè. Ủa vậy giúp hồi sau ăn được cái món kia nhỉ? Món gì? Con đi nha. Con đi. Món dạ. Thái mua đó. Ừ, thôi tối về ăn, tối về tính. Tối về còn tùm lum món ở nhà hết. Giống chị với sợ. Na đã ăn mà. Con mà đi con à, chị mà đi chị sáng chị mai mới có người không à? Không thể, chị luôn đi SMA em bao giờ đó, mua sữa ở nhà mà vô Khải thấy gì mua cũng mớ. Cũng một mớ tiền á. Mấy lần quanh hoài à, em tiếng mua đi. Mà cháu mượn mà, thơm. Không biết nữa mà, cái này hay quá vậy. Nó cũng là sắc trùng á, nhưng mà nó có bỏ lên tay nè, trà nó còn thơm, nó khô liền rồi, nó dry. Sập. Mùi rất là thơm, chắc con mượn cho đó đi mà. Trả giờ hết hàng cân không? Muốn còn chai mới nha, đi lưu cho mami đi, để xe. Xịt ra bọt xong rồi trà lên tay, rồi nó khô. Thơm ơi, thơm luôn. Thơm, thơm mùi dễ thương. Và thế là xong một ngày đi tham quan Diablo Lake của gia đình mình và Nhiếm. Nhớ nha, đi ăn uống như thế nào phải xách rác gì nhưng mà mọi người đừng có dục ở đó. Mình là người lịch sự văn minh, phải kiếm cái chỗ là phải tạo, mình phải để cho cái khu chỗ này á, nó sạch sẽ để nhiều người khác ta tới nữa. Tuy nhiên nó còn hang sơ nhưng mà không có nghĩa là mình có thể dục rác bừa bãi. Để lấy ra học quẹt hả? Dạ. Em muốn đốt trong này đem ra hay là ra ngoài đó mới đốt? Đốt trong này em ra luôn. Ok, đợi anh xíu nha. Ừ. Ok. Hai cái nè. Bếp đốt một cái đi. Đốt một cái xong lấy ấy rồi. Okay, đi.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Chúc mommy năm mới. Tụi mới vui vẻ hạnh phúc. Em không có biết tụi nó mới nói cho nên em không có mua gì hết. Mommy có đến chưa? Dạ không ạ. Giờ sắp cưới. Ai vậy? Mấy chơi luôn nha. Ai vậy? Đâu? Bây giờ đây, bây giờ Phương ơi, trẻ đẹp ghê chưa? Đây chào chị. Đâu 50 bằng gì hồng á? 54 bằng gì hồng á, tuổi mùi á. Dạ chị biết. Anh ấy giờ tưởng là bạn. Dạ, xui đó. Chào chị. Chào em nha. Rồi vậy là gì Hằng chuẩn bị ly xì được rồi. Để không ghi tư tài khoản qua cho nha. Lẹ đi. Lẹ đi về Hằng ly xì chứ. Dạ, trời con cũng tranh thủ nôn lắm.